Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 22 tháng 10 cùng tuyên bố hy vọng giải quyết một cách tích cực các vấn đề phức tạp trong khu vực nhân cuộc gặp tại Sochi bên lề diễn đàn Nga-Châu Phi. Hàng trăm tay súng người Kurd vẫn còn ở gần biên giới Đông Bắc Syria, bất chấp cuộc ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian, yêu cầu họ phải rút lui, và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tái tục cuộc tiến công trong khu vực khi cuộc hưu chiến hết hạn. Cuộc ngưng bắn kéo dài 5 ngày cho phép các tay súng người Kurd thuộc lực lượng bảo vệ người Kurd YPG rút lui khỏi khu vực biên giới sẽ hết hiệu lực vào 10 giờ tối ngày 22 tháng 10. Thổ Nhĩ Kỳ nói lực lượng YPG phải rời khỏi vùng an toàn mà họ muốn thành lập bên trong lãnh thổ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng này là các thành phần khủng bố vì liên hệ của họ với các thành phần chủ chiến người Kurd phát động phong trào nổi dậy ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.